Trần Ly kính chào quý vị. Mấy ngày nay Trần Ly bận ra đề thi cho nên là xin vắng mặt. Bây giờ Trần Ly quay lại. Hôm nay Trần Ly đọc cho quý vị nghe một chương trong cái tác phẩm của Bác Hồ, đó là Bản án chế độ thực dân Pháp. Nhưng mà Ly chỉ đọc một chương thôi. Cái tác phẩm này cũng không có cũng rất là dễ dễ đọc và dễ hiểu và dễ tìm. Quý vị cứ gõ Google sẽ thấy. Ly sẽ đọc cái chương 10 để tại Ly có nhiều chủ đề muốn nói hơn nữa. Rồi sau này có thời gian thì về Ly sẽ đọc nguyên cả tác phẩm. Bây giờ kính mời quý vị cùng nghe ạ. Trong thời kỳ bình định, xin lỗi, chương 10 tựa là Chủ nghĩa giáo hội, trích trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Bác Hồ, của Nguyễn Ái Quốc. Trong thời kỳ bình định, các sứ giả của Chúa cũng hoạt động chẳng kém, hệt như bọn gian phi rình lúc mọi người đang hoảng hốt để nhảy vào hôi của sau khi nhà cháy. Các nhà truyền giáo chúng ta cũng thừa lúc đất nước rối loạn sau cuộc xâm lăng để phục vụ Chúa. Kẻ thì tiết lộ những bí mật mà con chiên đã nói ra khi xưng tội và nộp cho những người An Nam yêu nước và nộp những người An Nam yêu nước cho bọn chiến thắng đem lên máy chém hay giá treo cổ. Cái này Ly nói thêm một xíu nha quý vị. Cái hình thức xưng tội đó, đó là Vatican đặt ra để nhằm nắm lấy những suy nghĩ, những cái gì mà con chiên suy nghĩ, con chiên muốn hành động để giáo hội nắm để ấy. Và vì vậy đó, trong cái tác phẩm, trong cái vụ Hà Thanh Đầu Độc đó quý vị, thì chúng ta đã bàn thảo là sẽ đầu độc những cái tên lính, tên người Pháp tàn ác này nè. Nhưng mà sau đó thì ban tối thì có một con chiên là trong cái những người mà nằm trong cái nhóm người lính mà để tham gia cái trận cái đầu độc đó đó, lại đi nhà thờ và xưng tội và có xưng cái chuyện đó với thằng quả đen trong nhà thờ. Cái thằng này vốn dĩ là nó làm linh mục chỉ là cái bình phong thôi, chứ nó là gián điệp. Nó mang chuyện nó nghe được con chiên xưng tội á, nó đi báo cho người cái bọn thực dân. Thế là cái buổi cái kế hoạch đầu độc quân Pháp đó không thành, mà ngược lại những người yêu nước của mình á bị đưa lên chém đầu, rồi đưa đầu bêu ra chợ. Hiện nay trong máy ly vẫn có những cái hình mà đầu được bỏ vô trong những cái rổ á, quý vị, để đưa ra giữa chợ để thị uy dân chúng. Cho nên cái bí tích rửa tội là một cái cực kỳ gian manh của giáo hội Công giáo La Mã đó quý vị. Ly đọc tiếp ạ. Kẻ thì tỏa đi khắp nơi để vơ vét những tín đồ bị bắt buộc phải theo đạo. Có linh mục nọ chân đi đất, quần sắn đến mông, lưng thắt bao đạn, vai khoác súng dài, hông đeo súng ngắn, dẫn đầu một đoàn con chiên vác giáo mác và súng kíp. Đó là lối vũ trang phát triển tín đồ của một linh mục với sự yểm hộ của quân đội. Chúng ta quân đội với sự yểm hộ của quân đội, ông ta hướng dẫn xông vào các làng bên lương mà ông đã báo trước với các nhà cầm quyền là làng phản nghịch. Cứ đổ tội cho những người bên lương là phản nghịch bởi họ không theo đạo, quý vị. Sau cuộc hành quân đánh chiếm Bắc Kinh, chỉ riêng một mình giám mục Favier, sứ đồ của giáo hoàng Ngũ Hạng Bắc Đầu Bội Tinh, đã bỏ túi 600.000 franc của ăn cướp được. Một người thấy tận mắt kể lại rằng dưới sự chỉ huy của giám mục Favier, một đoàn dài xe bò và xe ngựa có khoảng 3 đến 400 giáo dân cùng lính bộ và lính thủy Pháp hộ tống đã kéo đến trước phủ đệ của Hoàng Thân Lý. Họ đóng vai những kẻ dọn nhà vì lợi ích của Chúa. Xong việc, lính tráng mỗi người nhận được một ngân phiếu 200 franc do dòng tu Thánh Phan Thánh Vanh Xăng de Pôn trả. Trong một bản báo cáo chính thức,
chúng tôi đọc thấy với buộc lời buộc tội đanh thép này, việc cướp bóc tập thể do giám mục Favier điều khiển là gương xấu làm cho kỷ luật ngấm ngầm bị đổ vỡ. Đó là báo cáo của những người Pháp ạ. Tất nhiên không phải chỉ có một mình giám mục Favier truyền giáo theo lối ấy, Đức Cha còn có nhiều đối thủ nữa. Người ta kể khi lệnh giới nghiêm vừa bãi bỏ thì các giáo sĩ liền dẫn lính xông vào nhà các chủ ngân hàng quen thuộc mà họ biết có cất giấu vàng thoi. Họ mang theo học sinh chủng viện hoặc những người Hoa mới theo đạo để những người này làm việc thiện như vậy nè, bằng cách giúp họ cướp giật đồng bào của mình và kiếm tiền cho các cha cố làm công việc Chúa. Nếu kể hết ra đây tất cả những hành vi ác quỷ của bọn tông đồ xứng đáng của đạo từ thiện này thì sẽ quá dài. Nhân đây chỉ kể sơ một vài việc. Một cha xứ nọ đã nhốt một em bé bản xứ, đánh đập em, trói em vào cột. Khi người chủ của em, một người Âu, đến xin em về thì cha xô đẩy, đánh đấm, rút súng lục dọa bắn ông ta. Một cha xứ khác đã bán một em bé gái An Nam đi đạo cho một người Âu để lấy 300 franc. Một cha khác đánh gần chết một học sinh chủng viện người bản xứ. Thằng quả đen Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân là vô trong chủng viện tu từ lúc còn chưa dậy thì chứ quý vị. Dân làng người bị nạn rất căm phẫn trong khi chờ công lý của Chúa, đã làm đơn kiện tên súc sinh. Xin lỗi, tôi muốn nói vị cha đáng kính, tức là đây là trích trong những cái bản báo cáo nha quý vị. Thì công lý thế tục đã dọa những người đi kiện ngây thơ ấy rằng: dè chừng các con ạ, chớ có kiếm chuyện, nếu không thì Đức Cha chẳng đã tuyên bố rằng nên học vấn pháp là nguy hiểm cho người An Nam đó sao? Còn Đức Cha P thì chả đã nói rằng Chúa đã cho cây mây mọc cạnh mờ. Ông người An Nam là Chúa đã có dụng tâm sáng suốt đó sao? Nếu thiên đường là có thật thì sẽ quá chật, không đủ chỗ để chứa chấp tất cả bọn tông đồ thuộc địa can đảm đó. Và nếu Chúa bất hạnh đã chịu đóng đinh trên cây thập giá trở về cõi thế này thì chắc Ngài sẽ vô cùng ngao ngán khi thấy các môn đồ trung thành của mình thực hiện đức khổ hạnh như thế nào. Giáo hội Xiêm chiếm đoạt 1/3 diện tích ruộng đất canh tác trong xứ. Giáo hội Nam Kỳ chiếm 1/5. Giáo hội Bắc Kỳ chỉ riêng ở Hà Nội đã chiếm 1/4 đất đai, cộng thêm một cái vốn bé xíu là 10 triệu franc. Không cần nói cũng biết là phần lớn, rất lớn tài sản ấy giáo hội giành được bằng những thủ đoạn mà họ không thể và cũng không bao giờ dám thú nhận. Đó là điều Đại tá B viết, điều mà người thực dân phải dựa vào nhà nước để làm thì người truyền giáo cứ làm bất chấp nhà nước. À, quyền họ như vậy, họ bất chấp bất kể ông vua nào. Bên cạnh lãnh thổ của người chủ đồn điền mọc lên lãnh thổ của nhà chung, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn rẻo đất nào cho người An Nam có thể sinh cơ lập nghiệp nếu không cam chịu kiếp nông nô. Đó quý vị, amen, lạy Chúa tôi. Chúa đầy lòng nhân ái và toàn năng là đấng sáng thế tối cao, người đã nặn ra một chủng tộc gọi là thượng đẳng để đặt lên lưng một chủng tộc gọi là hạ đẳng, cũng do người nặn ra. Bởi vậy, mọi đoàn đi khai hóa, dù đến Antioch, Madagascar hay là Đông Dương, cũng đều có móc theo một đoàn gọi là đoàn truyền giáo. Chẳng hạn chúng ta biết rằng chính phủ Pháp quyết định việc chinh phục Bắc Kỳ là do sự xúi dục của các ngài giáo phẩm thực dân được mụ vợ Napoleon Đệ Tam đỡ đầu. Cái này chính Alexander Rhodes là sang tận triều đình Napoleon và gặp con vợ của Napoleon, con vợ trẻ, thì nó mới thuyết phục Napoleon cất quân để sang đánh Đông Dương, đánh Việt Nam mình đó quý vị.
Họ đã lợi dụng lòng hiếu khách của người An Nam để đánh cắp những bí mật quân sự, vẽ những bản đồ nộp cho quân đội Viễn Chinh. Họ đã bí mật lòng hiếu khách của người An Nam. Thì quý vị biết rồi, khi mà những cái thằng đi truyền đạo nó vào nước ta từ năm 1533 thì chúa Trịnh, chúa Nguyễn cũng tiếp đón họ vào, thậm chí lo chỗ ăn chỗ ở cho họ. Nhưng sau đấy họ càng ngày càng lộ cái bản chất, cái bộ mặt xấu xa, cái bàn tay lông lá, là vào rồi bắt đầu là xúi những cái người theo đạo là không nên nghe lời những cái ông vua ở tại nước mình, vì là những ông đấy không phải là vua của họ, mà vua của họ là giáo hoàng ở Vatican á. Rồi thì không cho thờ cúng ông bà tổ tiên, rồi gọi bụt thần là ma là quỷ đấy. Cho nên là từ đó, cái nguyên nhân đó, cho nên các chúa Trịnh, chúa Nguyễn, vua Nguyễn mới bắt đầu thấy cái tà đạo và cấm đạo và thực dân pháp. Năm 1858 thực dân pháp lấy cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo, giết đạo để đem quân đánh nước ta. Đó là cái âm mưu của nó. Bọn Garnier, bọn Rivière và bè lũ không am hiểu địa phương và không biết tiếng bản xứ thì đã có bọn truyền giáo làm thông ngôn và chỉ điểm cho chúng. Trong vai trò này, các vị mang chức thánh không bỏ lỡ dịp nào để thực hiện đức nhân của đạo Chúa. Có linh mục đã bảo, đốt làng này đi, nó đã không nộp thuế cho chúng ta, hay là tha cho làng này đi, nó đã quy thuận chúng ta. Chúng ta ở đây tức là giáo hội. Hàng giáo sĩ thuộc địa không những phải chịu trách nhiệm gây ra chiến tranh thuộc địa, mà còn là bọn kéo dài chiến tranh, bọn chủ trương đánh đến cùng, không chịu điều đình non đô đốc Genui. Trong một bản báo cáo với Bộ Hải quân đã viết rằng: tôi muốn tìm cách giao thiệp với nhà cầm quyền An Nam để ký kết một hòa ước, nhưng đã gặp những trở ngại rất lớn do các nhà truyền giáo gây ra. Một hòa ước với người An Nam dù có lợi bao nhiêu cũng chẳng thỏa mãn được lòng ham muốn của các ông ấy. Họ muốn đánh chiếm hết cả nước và lật đổ triều đại đang trị vì. Giám mục Fenlerang đã nhiều lần nói như thế, và đó cũng là ý kiến của giám mục Lefebvre. Phải chăng đó là vì yêu nước? Không, bởi vì ở đoạn sau của bản báo cáo, đô đốc đã nói rõ rằng những giáo sĩ hoạt động ở Nam Kỳ hy sinh quyền lợi của nước Pháp cho những mục tiêu riêng. Mẩu chuyện sau đây chứng minh cho ý kiến đó. Vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành của mình bị quân Pháp chiếm. Ông đem nghĩa quân vây một làng do người theo đạo chống giữ, trong đó có 6 nhà truyền giáo. Một tướng Pháp được tin báo liền điều đình với một cố đạo cho mượn thuyền chở quân đi giải vây. Cố đạo khước từ, bảo rằng thuyền đi đánh cá ngoài khơi hết, 3-4 ngày nữa mới về. Sau khi điều tra, viên tướng biết là tên cố đạo đã cố ý phân tán thuyền bè để quân tiếp viện không thể đi được. Viên tướng bèn đòi cố đạo đến bảo: Nếu không có thuyền cho tôi trong 6 giờ nữa thì tôi sẽ cho bắn ông. Thuyền đến, viên thuyền trưởng hỏi vị cha đáng kính: tại sao nói dối? Thưa tướng quân, nếu để các giáo sĩ bị chết rồi tướng quân mới đến thì chúng tôi sẽ có thêm 6 người tử vì đạo để phong thánh chứ. Đấy là những hành động phúc âm mà các cha nhà ta nỗ lực làm hằng ngày và bao giờ cũng là nhân danh Chúa cả. Đó quý vị, họ cố tình không cứu những con chiên, những người cùng phe với họ, để cho bị ai đó giết chết thì họ mới có người để họ phong thánh tử đạo. Đó là cái lý do tại sao ở Việt Nam có 117 thánh tử đạo. Đó, cả cái đất nước Việt Nam, hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì không có ai là thánh cả.
Chị Bác Hồ cũng là một người bình thường đấy các bạn. Bác Hồ thì cả thế giới ngưỡng mộ chứ cũng chưa phải là thánh. Thánh ở trong lòng người dân thôi, chứ không ai mà phong Bác là thánh, là có như là ở Vatican là phong cho 117 người chết ở Việt Nam là thánh tử đạo. Cho nên Ly mới gọi là thánh cái quần què đó, cái gì cũng thánh là vậy đó. Ly không phải là Ly bị kích động đâu. Người ta nói ông Giê-xu chỉ bị đóng đinh trên ba cái đinh, hai khúc gỗ. Mà cái số gỗ và đinh mà Vatican bán ra cho con chiên và nói đó là thánh tích đó, tức là cái mà gọi là gỗ và đinh mà người ta dùng để đóng ông Giê-xu đó, mà Vatican bán ra và nói dối đó, thì tương có thể dùng, có thể gom lại để đóng được một con tàu để vượt Thái Bình Dương, là quý vị biết rồi. Hay là Vatican còn táng tận lương tâm là lấy răng thú để nói dối, đó là răng sữa của Giê-xu. Rồi lấy da thú, nói là đấy là da quy đầu của Giê-xu và đem đi bán. Tổng cộng tòa thánh có 3 miếng da quy đầu, nói là da đầu bao quy đầu của Chúa Giê-xu. Đó là quý vị biết rồi. Cho nên đây là một cái tập đoàn, cái Vatican là một cái tập đoàn, gọi là một tập đoàn tội phạm xuyên lục địa, xuyên quốc gia. Một tên đế quốc đầu sỏ ngụy trang tinh vi trong một cái vỏ bọc tôn giáo. Mà ngày nay con chiên nhiều người rất là hiểu rồi. Trong những cái YouTube của Ly có anh An Nguyễn, anh là một giáo dân ở Hà Nam. Anh bây giờ anh thù cái đạo của anh ghê gớm luôn á. Thật đó quý vị, anh bây giờ là tín đồ trung thành của Sách Hiếm và là khán giả trung thành của vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đấy. Đến đây hết rồi, Ly kính chào quý vị ạ.